Kính chào tất cả quý bác anh chị. Thì hôm nay là buổi tối ngày thứ 6. Lúc này thì nó vào khoảng tầm 10 rưỡi rồi. Thì hôm nay em có lên bình. Lên bình cái củ sâm to này của em. Thì hôm nay là em lên bình cho vị khách của em. Thì củ này thì là vị khách là muốn là em lên bình luôn. Thì hôm nay em sẽ lên bình củ to cùng với một cái cành lá, lên cái bình này 25.8 này. Thì lên một cái bình như vậy thì em cũng muốn là tiện. Đây thì lâu lắm rồi không quay một cái video nào về lên bình. Thì hôm nay quay luôn. Bởi vì là giờ thì nó không còn là thuộc sở hữu của em nữa. Nhưng mà lên bình để cho mọi người cùng ngắm, cùng chơi. Nó rất là đẹp. Thì cái củ này ấy, thì hôm trước em có làm cái video về cái lô sâm trước rồi. Thì hôm nay tiện lên bình thì quay lại một lần nữa. Thì cũng nó là một trong số những củ mà khá là đẹp. Thì lên bình xem là từ lúc lên bình cho tới lúc vào rượu thì nó sẽ như thế nào. Thì em sẽ nói trước một chút ở cái đầu video để mọi người cùng xem và quan sát. Đây, em sẽ quay ra xa cho mọi người cùng xem cái bình 25.8 nó to như thế nào. Trông thì ở trên ngoài video này thì nhìn nó không được to cho lắm. Nhưng phải lên cái bình này thì nó mới ra được gần hết dáng của củ sâm. Thì nhân tiện thì làm luôn một cái video này của quý cô bác anh chị cùng theo dõi. Vì lâu rồi thì cứ có những cái đợt em bận thì không làm video. Thì một vài hôm nay đang rảnh thì em sẽ làm luôn. Thì bây giờ em sẽ đi rửa củ sâm trước. Sau khi em rửa xong thì em sẽ mang ra quay lại một lần nữa cho mọi người xem. Và sau đó em sẽ trong quá trình lên bình thì em sẽ vừa quay vừa làm cho mọi người xem và theo dõi. Thì kính mong mọi người cùng xem với em. Trong quá trình sau khi em rửa xong thì củ sâm nó được như này. Và bây giờ ấy thì em sẽ phải hong bằng quạt cho nó khô hết tất cả củ sâm đi. Cái lá sâm này cũng phải khô. Thì nó mất được khoảng tầm cỡ 15-20 phút để làm cho nó khô. Nếu mọi người nhìn khi mà cầm củ sâm đi đấy, da của nó đấy, màu trắng. Và mọi người có thể nhìn này. Đấy, như cái nếp nhăn, cái phần cổ của nó rất là đẹp. Đó. Đấy, mọi người nhìn đi. Đấy, rễ của nó lúc này thì nó dính nước và nó chưa bồng đi. Một chút nữa khi nào mà mình vào bình ấy, thì những cái rễ này nó tỏa được ra thì trông cái củ của nó rất là bệ vệ và uy nghiêm. Đó. Thì đợi một chút nữa thì là em sẽ quay cái lúc mà khi mà củ nó khô và cái cành lá nó khô. Đó. Thì kính mong mọi người cũng xem và theo dõi tiếp cùng em. Sau khi mà sấy khô xong thì bây giờ củ sâm thì dễ sâm nó rất là bay đấy, mọi người có thể nhìn này. Và bây giờ em đã chuẩn bị sẵn này, em buộc chỉ sẵn rồi đó, thì buộc vào sau lưng và em đang phải có cắt bỡ cái phần thân cũ đi. Đấy, cái chỗ trên này thì nó chưa héo lắm nhưng mà vì nó dài quá thì em muốn cắt nó đi. Và cái cành này thì em cũng có sửa qua một chút. Đó, có cái phần cuống hoa này của nó thì chắc là em sẽ bỏ và cắt bằng cái đít này. Thì rượu ấy thì vì là cái bình 25.8 này này, là nếu mình cho hết là rượu trắng thì cái tỷ lệ của củ sâm với rượu trắng nó sẽ bị chênh lệch nhau quá nhiều. Thì em đã cho vào đây là 10 lít rượu cốt sâm hoang dã của em ngâm thì nó lên một cái màu đặc như vậy. Đấy. Thì em đã có cho thêm 10 lít rượu trắng rồi nữa nhưng mà nó vẫn đặc quá. Thì bây giờ thì em sẽ chuẩn bị vào bình. Trong quá trình vào bình thì một tay thì sẽ quay không được. Thì em sẽ quay lại sau khi trong quá trình mà vào bình và vào rượu xong thì em sẽ quay tiếp để cho mọi người cùng xem và cùng ngắm. Thì có thể là em sẽ cho cái cành lá này vào trước này. Đó, cho cái cành lá này vào trước. Mọi người có thể nhìn và quan sát.
gì ạ? Cái khi mà cái lá này nó vào thì nó sẽ chìm dậy, và một chút nữa thì em sẽ phải chỉnh. Đấy, chỉnh sau dùng một cái đũa dài để chỉnh đó, thì em chuẩn bị em sẽ lên cho mình xem. Đó, sầm rất là to nhé, một chút nữa quay lên khi mà trong bình ấy, mình mới về vệ thì em đã thử rồi. Bây giờ quá trình này thì em sẽ vào mình luôn. Đây là toàn bộ quá trình mà gọi là demo trước và lên 2/3 rượu, còn lại 1/3 nữa thì sẽ em quay qua cho mọi người nhìn. Đó, mọi người nhìn đặt cái bàn tay và chúng ta nhìn cây sâm trông rất là bình vệ, rất là to. Còn cái cành lá phía đằng sau nó sẽ sau này khi vào cái cành lá này này, nó sẽ tôn cái củ lên lá. Sau về một thời gian thì khi mà rượu lặng nên nó sẽ làm bay màu cái màu lá đi, thì là nó sẽ tôn cái củ lên và nó sẽ làm cho cái củ trông rõ ràng và đẹp hơn. Đó là quá trình mà khi mà đã lên rượu, và một chút nữa sẽ lên nốt rượu mà mình cũng sẽ quan sát. Đây là toàn cảnh của sâm sau khi mà đã lên bình, thì ngày mai ấy, trong quá trình ngày mai ấy, nó sẽ chìm đỡ xuống, bởi vì khi lúc này cái củ sâm nó khô thì nó sẽ nổi lên phía bên trên, thì do là nó chưa ngấm được nước, chưa ngấm được rượu, xin lỗi mọi người. Và sau khi đây là quá trình hoàn thiện của tảo củ sâm, nếu mà quay ra xa thì mọi người cùng xem đó. Thì trên ảnh ấy, trên video ấy, lúc này thì nó cái bình này thì nó cao khoảng tầm 65 cm, và thể tích của nó thì nó là 25.8 lít, thì cả bình và cả khối lượng của nó lúc này thì bình rượu nó phải nặng khoảng tầm cỡ gần 30 cân đó. Và củ sâm thì gần như là về chiều ngang ấy, thì không, bình vẫn chưa gọi là phù hợp cho lắm, bởi vì là để các cái phần rễ xung quanh này, nó chưa bay được lan tỏa ra hết. Và nhưng vào cái bình này là vì yêu cầu của anh khách của em ấy, thì là anh ấy muốn là ngâm đặc, thì là để chỉ để bình này thôi, không để bình to hơn, thì em chỉ làm cái bình này. Và mọi người nhìn khi mà trông củ sâm nằm ở bên trong này, trông nó rất là bệ vệ và nó rất là uy nghi. Đấy, mọi người nhìn đó. Và ngày vài hôm nữa thì khi cái lá sâm nó mất màu đi thì cái cành lá nó cảm giác nó sẽ là như là đón và nâng đỡ củ sâm. Còn cái củ sâm nó chìm xuống một chút thì dễ của nó sẽ lửng lơ ở phần dưới đáy này một tí, còn nó đi lên trên, mọi người nhìn nó rất là đẹp và trông nó rất là phù hợp và hồn nhiên. Đó, nó sẽ tự nhiên hơn là khi lúc mới lên này, thì lúc này chúng ta phải chờ đợi khi củ sâm nó phải hút đủ rượu vào. Và toàn bộ mọi người quan sát và nhìn cái làn rễ của nó khi mà củ sâm đã lên xong ấy, thì trông nó rất là đẹp. Nó những cái rễ mọi người nhìn nó rất là cuốn hút. Đó, và nhìn ở phía bên trong có cái sâm VIP này thì tại sao nó đắt, thì thứ nhất là vì độ tuổi nó to, sau đó khi mà lên bình trông thật sự là nó rất là sáng ràng. Những cái cành lá này thì nó rất là ấy. Thì em có về cái lô sâm VIP nhỏ hơn ấy, thì mọi người nếu mọi người mua thì em sẽ tặng mỗi người một cái cành lá này, thì mọi người thả thêm mà trông nó sẽ đẹp hơn. Đó, đây là toàn bộ. Và ngày mai em sẽ làm một cái video mà khi mà củ sâm nó đã chìm xuống một chút nữa đi, nó sẽ đẹp hơn. Thì em sẽ làm thêm một đoạn ngắn nữa và nối vào cái video này. Cái video này ngày mai em sẽ mới đăng. Đó, thì đó vào ngày thứ bảy, thì tối nay từ 6 đến muộn rồi thì em cũng sẽ không làm video nữa để đăng luôn. Đó, rượu thì là phải cho rượu cốt vào để giữ được cái mùi rượu thơm, sau này có sử dụng thì là nó sẽ không bị loãng, không bị nhạt rượu. Đó, em rất là thích cái phần dễ này của nó. Đó, trông rất là tự nhiên, giống như là nó vẫn đang mọc trong đất, rất là đẹp, sâm không có một chút lỗi lầm nào cả.
trên xuống dưới rất là già, to, đầu ra nhánh và dễ cái rất là rõ ràng, cực kỳ đẹp, hình hài rất là đẹp. Đó, khi mà em chụp ảnh em ấy thì rất là nhiều cô anh chị bảo em chụp nó trông nó nhỏ, nhưng mà thực ra thì nó là do cái cam điện thoại là cam góc rộng nên là nó sẽ làm cho củ nó trông nhỏ đi. Như khi mà lên bình thì mọi người quan sát này, đó, cả cái bàn tay của em để vào đây, còn cả cái bình 25.8 lít nó chưa phù hợp, gần như là vẫn chưa gọi là phù hợp. Nếu mà đúng ý, nếu mà củ sâm này muốn nó đẹp ý, thì chúng ta phải lên cái bình 150 lít hoặc là cái bình 73 lít, bình của Hàn Quốc ý, cái bình đấy nó vừa. Nhưng mà như vậy thì nó loãng quá. Đó, và anh cách của em thì cái văn phòng của anh ấy thì diện tích nó không rộng lắm, mà anh ấy muốn trưng một bình thì anh cũng không cần to, thì anh yêu cầu em là lên cái bình như vậy thôi. Đó, anh còn yêu cầu em lên cái bình 18 lít cơ, nhưng vì em thấy cái bình ấy nó nhỏ quá nên em sẽ lên cái bình này. Đó, nó vừa, phải cắt đi một chút. Đó, thì rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em. Thì thân ái chào tạm biệt mọi người. Thì video này thì nó chỉ là một video lên bình để cho mọi người cùng biết và quan sát về một cái bình rượu và lên một cái sân VIP. Và vài hôm nữa em sẽ lại về VIP tiếp, và em sẽ cũng có thể sẽ lên bình tiếp, thì em sẽ lên cho mọi người cùng xem và quan sát. Thì chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, một ngày mới cuối tuần thật là hạnh phúc bên gia đình. Thân ái chào tạm biệt, kính chào tất cả quý cô anh chị ạ.